Rồi xin chào cả nhà. Sáng giờ lu bu quá bây giờ mới lên được clip này. Hôm nay mình có ít máy giới thiệu cho anh em nha. Anh em mừng con nào thì alo cho mình. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356 nha anh em. Cọc trước cho mình cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên triệu thì anh em vui lòng cọc cho mình 100k Viettel. Nhắn cho mình mã số của thuê cao, họ tên địa chỉ là mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Rồi tiếp tục thì con máy đầu tiên trong clip hôm nay là em Ribeiro cho anh em, Samsung Ribeiro vỏ 6 anh em. Mình không có thay vỏ nha. Anh em nào mà ưng á, không quan trọng ngoại hình thì bờ con này nha anh em. Thay màn đẹp rồi, thay màn đẹp, vỏ thì 6. Đó, máy màn đẹp kem sờ beng luôn. Ribeiro màn hình 5,5 inch, RAM 3 bộ nhớ 32, pin 3600 nha anh em. Còn chức năng hoạt động thì ok. Ribeiro test cam cho anh em coi luôn. Đó, camera, wifi tất cả ok nha. Chỉ có cái vỏ 6 thôi, chưa thay thôi. Còn nếu thay nữa thì khác nha. Mình sẽ bán anh em con này giá yêu thương luôn, 1,4 triệu. 1,4 triệu kèm sạc, giá cực lực cho anh em. Anh em là thích về thay vỏ thay 200-300 nữa là máy đẹp cam thôi. Mình không thay tính em giá 1,4 triệu nha, kèm sạc giá cực lực. Tiếp theo là em iPhone 6s, iPhone 6s 16GB, coi lại phải 16GB không, máy quốc tế anh em, bỏ sim là xài nha. Màn thì cái miếng lót nó bị đốm đốm nhẹ nhẹ, cái miếng lót bị đốm đốm nhẹ nhẹ, còn tất cả chức năng thì ok hết nha anh em. Rồi tôi phải 16GB rồi, chính xác, đúng rồi 16GB, 6s 16GB quốc tế, coi test con anh em luôn nha, con tay đầy đủ nha anh em. Lâu lâu có con cái này thu của khách này, pin 91 nha. Đó, mọi chức năng thì ok hết ha. 6S đẹp, phản quang bị lót xíu thôi, còn chức năng thì ok. Bỏ sim vào xài nha anh em, máy sạch trơn hết nha. Con này để anh em giá 2,2 triệu, 2,2 triệu kèm sạc với giá lực cho anh em đầy đủ. 6S một con duy nhất, 2,2 triệu. Tiếp theo cho anh em là con Ribeiro Rim. Ribeiro Rim vỏ thì cũng còn ngoại hình còn ok anh em, cái tầm 97. Đây, xương đồ này. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình thì 5,5 inch, pin 3.300, kính đẹp, kính đẹp, lưng đẹp. Đó, màn không ám ố hết, cực đẹp luôn. Camera trước sau ok hết nha anh em. Đó, wifi mạnh ok. RAM 332 nha anh em, Ribeiro Rim. Con này để anh em giá 1,6 triệu nha, 1,6 triệu. Vỏ cũng còn đẹp anh em, kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha, giá 1,6 triệu. Tiếp theo em Ribeiro vỏ thay đẹp can, vỏ thay màn thay mới, vỏ thay mới như bóc hộp luôn. Đây, RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5,5 inch, pin thì 3.600, vỏ đẹp, kính đẹp, đại giá lực cho anh em rồi, kèm sạc nữa là xong nha anh em. Để anh em xài thoải mái luôn. Đó, máy thì cực đẹp. Ribeiro màu xanh lạc, xanh nó lượt lượt tí anh em. Đó, mọi chức năng ok. Con này thì giá 1,750, 1,75 kèm sạc dưới giá lực cho anh em rồi. Tiếp theo là em Samsung A30 bán hàng màu trắng, máy đẹp tầm 98 và 99, kính này, bán hàng thì 1 sim thôi nha anh em, máy kem xà beng luôn. Con này là RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6,4 inch, pin 4.000 nha anh em. A30 màu trắng bán hàng, kính lưng đẹp can xà beng luôn. Đó, máy đẹp, màn hình quá đẹp luôn, xước xác gần như không có luôn anh em. Mấy con máy riêng này anh em xài yên tâm nha, nên mua những con máy như này. Nếu anh em mà quan trọng về ngoại hình cũng như chất lượng thì con này là quá VIP rồi. A30 RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em. Con này 2,8 triệu kèm sạc với giá lực cho anh em đầy đủ, 2,8 triệu nha anh em, máy chắc luôn. Tiếp theo là em Ri 4+ bán Việt Nam, con này vỏ sau này, đó, xước xước này, đó, lưng sau xước xước nha. Kính trước thì có lông mèo như vậy nha anh em. Đây này, soi kỹ mới thấy một hai cọng lông mèo. Còn như là đẹp nha. Máy zin nguyên G4 nút, bán Việt Nam, màn hình 6 inch, RAM 2 16, pin 3300. Một chức năng thì ok. Cam kiếp còn rất là đẹp. G4 cộng. Sườn nó cũng còn ok anh em, không qua xấu quá nha. Máy zin. Lưng này có xước xước nhăm nhăm do xẹp lưng. Rồi con này giá ra đi cho anh em là 1,7 triệu nha, 1,7 triệu kèm sạc giữ giá nguồn lực cho anh em đầy đủ. Tiếp đến cho anh em là con Vinsmart XT1, máy đẹp 99 98,5 tới 99 anh em. Đó, anh em coi kỹ nha, rất đẹp con này luôn. XT1 màn hình con này là 5.65, RAM 464, pin 3100 nha. Kính này keng xà beng luôn, lưng đẹp luôn nha. Màu trắng, RAM 464 chạy rất là mướt nha anh em. Đó, cam thì cực đẹp luôn. XT1 RAM 464, con đẹp càng như này để anh em giá 1,9 triệu nha, 1,9 triệu kèm sạc giữ giá cơ lực cho anh em luôn. Mấy càng xà beng luôn anh em. Rồi tiếp theo là em Xiaomi Note 8 nha anh em. Xiaomi Note 8 con này sườn nhăm nhăm nhẹ thôi do xẹp lưng thôi, không có đáng kê, đẹp, nói chung là ok. Kính này thấy lưng kính không, đẹp càng nè. Anh em nhìn cái mặt này nè, keng xà beng. Kính thì đã dán cơ lực rồi, không có xước nha. Đó, nói chung là ngoại hình quá ok. Camera rõ đẹp nha anh em. Này, trước sau rõ nét canh. Redmi Note 8 128GB, RAM 4GB, bộ nhớ 128 này nè. Chip Snapdragon là 660, con này là 665 nhé. Chip 665 nha anh em, chơi game là cũng hơi bị mượt rồi nha. Snapdragon 665, RAM 428, màn hình thì 6 inch 3, pin 4000. Máy thì ngoại hình lưng ok, kính đã dán cơ lực rồi anh em, gần như không có xước nha. Máy đẹp tầm 97-98. Con này để anh em giá 3,1 triệu nha, 3,1 triệu kèm sạc giá cơ lực cho anh em đầy đủ. Camera là 1 chùm nha anh em, mẫu mới ra luôn. 3,1 triệu kèm sạc giá cơ lực. Tiếp theo là em Vivo F1. Vivo F1 con này là lưng sau này có xước sát nhẹ nhẹ nha anh em. Đó, viền xương. Nói chung là không có xước mấy, cái xương này ok. Kính đẹp nha, kính này kính lông mèo gần như không có luôn, camera cực đẹp. Đó, nét nha, camera sau nét căng luôn. Nói chung con Vivo F1 này là khủng nha. RAM 6, bộ nhớ 128GB. Đó, RAM 6 128. Con này đánh giá đẹp tầm 97 nha. Kính đẹp 97-98, lưng thì hơi xước xước nhẹ nhẹ như clip mình quay rồi. Camera wifi cực mạnh. Rồi, kính này anh em thấy không xước sát gì máy hết. Máy bán ra thì giá cơ lực và kèm sạc cho anh em nha. Vivo S1 màn hình 6,38, RAM 6, bộ nhớ 128, pin 4500 nha anh em. Con này để anh em giá 3,50 triệu, 3050. Anh em nào thích cấu hình cao thì alo máy con này nha. RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, xài ớn luôn anh em. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung G4 cộng bản hàng. màn hình 6 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3300. Máy thì như clip mình quay. Rồi. Sườn xuất sắc như vậy. Kính đẹp keng nha, kính đẹp tầm 98 nha. Đó. Lưng này, lưng có xuất sắc nè. Không đáng kể, máy riêng. Nét canh nha anh em. Camera cực đẹp luôn. Đó, wifi cực mạnh nha. Ri 4 cộng. Con này để em giá 1950. 1950 nha anh em. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ lái chỗ để em giới thiệu anh em một ít máy full box, máy mới này. Con này là con Vinsmart B3. Vinsmart B3. Máy full box mới. Cấu hình là RAM 216, màn hình 6 inch. Pin thì 3000. Máy full box bảo hành anh em nguyên năm. Cốc cáp này nè. Máy đây, màu xanh đây. B3 màn hình 6 inch. Máy mới. Con này đang bán trên thị trường là 1590 nha anh em. 1590, nhưng mà trong cái clip này thì mình sẽ bán anh em giá 1.400.000 thôi. 1.400.000 full box cho anh em. Tất cả các máy full box thì bao ship hết toàn bộ. Bao ship hết toàn bộ cho anh em nha. Tiếp theo là con Realme 5. Realme 5. Con này là màn hình 6 inch rưỡi nha. RAM 364, bộ nhớ 64, pin 5000. Ốp mới nha, chưa sử dụng nha. Máy mới. Đây, guarantee còn nguyên là đủ hết anh em. Realme 5, máy mới keng. Con này để anh em giá 2.800.000. 2.800.000 nha, một con duy nhất. Và một con Realme 3. Con này là màn hình 6.2, RAM 332, pin 4230. Máy mới luôn anh em. Rồi. Máy này thì mua trả góp ra, dạng mua trả góp ra chứ không phải là máy mới keng. Có xước sát lưng nhẹ nhẹ nhưng mà được cái full box. Đó, như máy mới luôn. Con này để anh em giá của nó là 2.300.000 nha. 2.300.000 full box luôn anh em. Mới keng, đẹp tầm 99. Con này đẹp 99 hết anh em. Có ốp lưng là đủ hấp. I30 thì có 2 cây. Anh em nào cần thì lái nha. Máy mới Vivo. Con này RAM 4, bộ nhớ 128 nha anh em. Màn hình 6.47, pin thì 5000. Đây. Máy mới chưa sử dụng nha. Con này thì máy mới chưa sử dụng. Máy mới, con này bảo hành 1 năm cho anh em nha. Đây. Màu xanh ngọc trai. Camera đời mới này anh em. Con tay các kiểu. Đó. Máy mới keng luôn. Camera trong màn nha. Camera thì trong màn anh em. Rồi con này thì giá thị trường đang bán là 4.100.000 anh em. 4.500.000 nha, nó hạ phát còn 4.100.000. Nhưng mà trong clip hôm nay thì con này mình sẽ bán anh em giá 3.600.000 thôi. 3.600.000, máy mới bảo hành 1 năm. Vivo i30 giá chỉ 3.600.000 thôi anh em. Anh em còn thì kết nối liền cho mình nha. Chỉ còn 2 cây thôi. Bao ship cho anh em tận nhà luôn. Rồi cái clip này xin tạm dừng tại đây. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Thân ái chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe.